Xin chào anh em. Thực ra việc bình luận cơ tướng cảm tưởng là dễ mà lại rất khó. Vì nếu nói hoa mỹ quá, nó lại trở thành hơi lố, đôi khi động chạm đến các danh thủ. Như vậy sẽ mất hòa khí. Mà nói theo kiểu đọc kinh, chắc chắn các bạn sẽ buồn ngủ ngay. Nên đôi khi cũng chém gió một chút cho không khí nó mát mẻ. Chứ bản thân mình cũng không hề có ý chê bai bất kỳ danh thủ nào cả. Trong quá trình bình luận, có gì bị sai, rất mong các danh thủ và anh em yêu cầu hiểu điều đó và cảm thông cho mình. Trở lại với đề tài thần đồng cờ tướng. Làng cờ Trung Hoa vài năm gần đây xuất hiện nhiều thần đồng cờ tướng. Bên cạnh Mạnh Vồn Duệ đang làm mưa làm gió trên kỳ đàn, còn có một thần đồng khác, đó là Hoa Thần Hạo. Tuổi đời thì nhiều hơn Vồn Duệ 3 tuổi, nhưng lực cờ cũng rất khủng khiếp và cao siêu. Hôm nay, kênh Cờ Tướng Hoàng Thông xin giới thiệu tới các bạn một ván đấu hay của em. Đối thủ mà Hoa Thần Hạo gặp phải là một danh thủ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, vua cờ hải ngoại, đó là Nam Phương Công Tử Lại Lê Huynh của Việt Nam ta. Anh là người được giới cờ Trung Quốc và thế giới đánh giá rất cao. Khi họ đã mời anh về chơi tại Giáp Cấp Liên Tái, là giải đấu danh giá bậc nhất ở cấp độ câu lạc bộ. Trận đấu này Hoa Thần Hạo được đánh giá là cờ dưới, lại phải đi sau. Liệu rằng em có làm nên bất ngờ hay không? Đây là trận đấu tại giải Thượng Hải Gia Định Bôi năm 2019. Một trận đấu tuyệt phẩm. Để không mất thời gian, mời anh em cùng bước vào trận đấu. Được cầm đỏ đi tiên, Lại Lê Huynh sử dụng trung pháo để tấn công trung lộ với ý chí cầu thắng để có thể đạt giải cao. Hoa Thần Hạo bình tĩnh thi triển lộ mã bảo vệ tốt đầu. Huynh lập tức lên chiến mã đầu tiên. Hoa nhanh chóng ra xe, Huynh cũng ra xe tương ứng. Hoa bày trận đồ bình phong mã. Thông thường về mặt khai cuộc, lúc này bên hậu hay chủ động đấm tốt để cướp lộ, nhưng em lại bày trận bình phong mã, nhường quyền chủ động cho Lại Lê Huynh, chứng tỏ em ta rất tự tin vào khả năng của mình. Huynh sử dụng thế trận trung pháo tam binh, cũng là thế trận mà anh đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm gần đây. Hoa Thần Hạo thúc binh đối lại, tiếp đó Huynh nhảy ma biên. Hoa lên tốt biên, nhưng nước ra quân rất bài bản. Huynh bày thế trận ngũ thất pháo, Hoa nhảy ma lên để phong xe của Huynh. Lại Lê Huynh được coi là ông vua khai cuộc của làng cờ Việt Nam, nhưng nước này anh thuộc như là cháo chảy, rất nhanh chóng hoành xe lộ chín. Hoa lên tịnh tạo ra hình trận ổn định. Vẫn là những nước cờ khai cuộc mà anh em chịu khó học đều có thể đi được. Huynh chạy xe vào lộ 6 chiếm vị đẹp, còn Hoa thăng xe lên 3 nấc bảo vệ hàng tốt của mình. Để có thể tấn công, Lại Lê Huynh có thể đi xe 2 tấn 6 hoặc có thể xe 2 tấn 3 là cách mà Lại Việt Trường hay đi. Trong thực chiến, Huynh lao ma 3 tấn 4 lên, Hoa cũng nhanh chóng lên sĩ củng cố trung lộ. Huynh lập tức lao ma sang lộ 6. Đây là nước tấn công rất mạnh. Trước kia để đỡ chiêu này, bên đen có thủ pháp nâng pháo 8 lên để ngăn việc đỏ nhảy mã. Nhưng bên đỏ cũng có đoàn độc, đó là phế tốt 3. Đợi cho đen an tốt lên thì đỏ lăng mã qua lộ 4, những đoàn tấn công sẽ rất bao táp. Sau nhiều ván đấu, các danh thủ bên hậu thấy rằng việc nâng pháo lên để đỡ có vẻ hơi bị động. Do đó họ nghĩ ra nước biến khác đỡ chủ động hơn và có nhiều đòn phản, đó là chạy xe vào, cô xe và mã của đối phương, tương lai đưa pháo vào để bắt mã. Đối với Lại Lê Huynh mà nói, những nước này anh đã quá nằm lòng, nhanh chóng tấn xe 2 lên để tạo căn, phục cạm bẫy rất hiểm. Nếu trong hình này bên đen tiện tay mà đưa pháo vào để bắn mã với mục tiêu hơn cây, sẽ dính phi đao ngay. Đỏ sẽ mặc nhiên lăng mã, phế xe, lao sang lộ 4.
đợi cho đen vật pháo ăn xe thì tung ra một loạt các chiêu độc. Bước đầu tiên, nhảy mã chiêu tướng, đen phải xuất tướng. Tiếp đó, chạy xe qua để chiêu tướng, đen phải đỡ lại bằng cách lên sĩ. Nước độc của đỏ đó là điều pháo qua chiếu, đen lại phải phê sĩ. Đỏ lập tức chạy pháo qua, vừa chiếu tướng với mục tiêu bắt xe. Đen lại phải xuống sĩ. Tiếp đó đỏ ăn xe chiếu tướng, tương lai bắt nốt tịnh. Thế cờ của đen sớm vỡ vụn. Nhưng đòn đánh của Lại Lê Huynh rất thâm sâu chứ không đùa. Hoa Thần Hạo tuy tuổi còn nhỏ nhưng được tập luyện với các đại sư hàng đầu của Trung Hoa, vậy nên nhận biết được các đòn đánh sát thủ đó. Hoa đỡ rất chuẩn, thúc tốt đầu lên với mục tiêu ngăn huynh nhảy mã sang lộ 4. Bẫy này vừa qua, bẫy khác lại tới. Lại Lý Huynh vẫn tiếp tục đặt bẫy, vật pháo lên ăn tốt. Nếu đen vẫn tham đưa pháo vào bắn mã, huynh tiếp tục tung ra đòn phi đao, đó là pháo 5x6 bắt xe. Nước cờ này mới độc này anh em. Đợi cho đen ăn xe lên, tiếp tục phế pháo lộ 7 cắm chiêu tướng, đen phải ăn tịnh về. Lập tức pháo 6x7 bắt cục và bắt xe. Đen có thể đưa pháo ra để ngăn, nhưng đỏ cứ đơn giản ăn xe trước. Nếu như lúc này đen bắt lại pháo, đỏ tiếp tục bắt nốt quân mã, thế cờ của bên đỏ đã ưu, đen không thể đỡ nổi. Nhưng đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Hoa Thần Nạo nhìn ra hết âm mưu đó. Trong thực chiến, điềm tĩnh thoái mã về, vẫn bắt cây của đối phương và phòng thủ chặt tuyến đáy. Lại Lý Huynh lại dùng mã làm mồi, chạy pháo 5x7. Lúc này Hoa có thể ăn mã được không? Nếu tham ăn xe lên mã để hơn cây, sẽ dính đòn ngay. Huynh sẽ nhẹ nhàng ăn xe lên, đợi cho đen ăn mã lên. Huynh có đòn đánh cục bằng cách tấn vào chiếu. Đen ăn tịnh về, lập tức vật pháo xuống, sát cục đẹp như tranh được hình thành. Nhưng Hoa Thần Nạo quả xứng danh thần đồng, một lần nữa lại phát hiện âm mưu đó, chống đỡ rất quyết liệt, nâng pháo lộ 8 lên bắt mã của huynh. Nhưng đường cờ của Hoa Thần Nạo rất dẻo và vô cùng hợp lý. Để tiếp tục tấn công, huynh phế tốt lộ 3. Hoa cũng không khách sáo, ăn tốt lên ngay. Huynh tấn pháo để mã trước, Hoa đánh lại quá rát, phế tốt đầu, quyết bắt sống mã của huynh. Đứng trước một chuyên gia khai cuộc như là Lại Lưu Huynh, mà các đường kiếm của Hoa kình phong tỏa ra mạnh mẽ, thể hiện tầm khai cuộc thượng thừa chứ đâu kém cạnh chút nào so với kỳ vương của Việt Nam ta, quả là đáng nể. Lúc này đây, huynh chạy xe ra bắt pháo lộ 2 của Hoa, rồi tương lai uy hiếp mã có vẻ mạnh hơn. Trong thực chiến, anh thoái mã về mời đấu xe. Hoa đánh rất quả quyết, ăn xe ngay. Sau khi huynh ăn xe qua, Hoa lập tức ăn tốt đầu chiếm thực lợi. Đúng là sau một hồi đỡ quá chuẩn, Hoa đã hóa giải các đòn đánh của huynh, giờ đây lại hơn tốt đầu. Điều này gây cho huynh áp lực tâm lý. Hình cờ đến đây đã vào chung cuộc. Giai đoạn này chỉ một chút sai lầm nhỏ lại bị trả giá cả ván cờ. Nước cờ mạnh và có lực của bên huynh có thể là lao mã 8 tấn 6. Nếu đối phương có đấu quân, tức là ăn pháo qua, thì huynh ăn xe lên, các cây của anh vẫn vị trí đẹp và chiếm tiên cơ. Có lẽ rằng anh hơi nóng vội. Trong thực chiến, huynh lao xe quá à, ý định là điều xe qua để mã lộ 7 của Hoa. Nhưng Hoa phát hiện âm mưu đó, hóa giải bằng đòn lao mã lên lộ 6 đuổi xe của huynh, buộc anh lại phải chạy xuống 2 trượng. Vậy mới thấy nước lao xe của huynh có vẻ chưa hợp lý lắm. Về phần Hoa Thần Nạo, em thấy rằng trong tương lai huynh có thể chạy xe qua bắt pháo lộ 2, gây khó khăn cho thế trận bên mình, vậy nên nhanh chóng thoái pháo đuổi xe. Huynh lại phải chạy xe về Hà.
Còn Hoa lập tức lao ma qua lô 7 để tấn công. Cách chơi của Hoa Toàn Nạo trong trận này đầy chủ động chứ không hề bị động. Huynh chạy pháo qua đuổi C của Hoa. Ý định của anh là đấu quân và tranh tiên. Hoa cũng không kém cạnh, tương kế tự kế, đưa pháo vào lô 7, nhòm vào lô 3 của Huynh. Lẽ nào Hoa không biết rằng sau khi đấu quân, Huynh sẽ dùng C bắt tốt đuổi pháo và mã của mình sao? Nhưng đó mới là cái hay của thần đồng. Biết nguy vẫn lao vào, tất có lý do của nó. Trong thực chiến, Huynh dùng pháo diệt mã ngay. Hoa cũng ăn lại pháo của Huynh. Đúng như kế hoạch, Huynh ra đòn bằng thủ pháp ăn C sang tốt, đuổi pháo và mã của Hoa. Tất yếu, Hoa không thể dùng tịnh ăn C vì Huynh có đòn tấn pháo là sát cục ngay. Nhưng Hoa Thần Hạo đúng là có tố chất của thần đồng, đã lường ra đòn đó, sẵn sàng phê pháo, nhảy mã để chuẩn bị chiêu tướng, nước cờ vừa giải nguy và tấn công quá chất của thần đồng. Huynh tính toán và thấy rằng nếu mình ăn pháo, họ lăng mã chiêu tướng, buộc phải lên tướng, sau đó họ tấn C chiêu tướng, e là một ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Nên trong trận đấu, Huynh liên sĩ củng cố trung lộ. Thấy vậy, Hoa nhanh chóng chạy pháo lên để dùng C bảo vệ. Lúc này, Huynh không thể thoái pháo đuổi C vì Hoa chỉ cần đơn giản thoái pháo về, đôi pháo tạo căn. C của Huynh lại ở vị trí không đẹp, chỉ làm mất nước mà thôi. Thực chiến, Huynh lao mã sang lộ 6 để tấn công, đồng thời đuổi tốt đầu. Hoa thể hiện sự già dơ, liên sĩ vừa ngăn mã trong tương lai, lại ngầm đuổi C của Huynh. Đúng là phong cách thủ y như là kim cương bất hoại vậy. Huynh thoái C một nhịp về vị trí an toàn. Bấy giờ Hoa có thời gian chạy tốt ra vị đẹp. Huynh liên tịnh củng cố trung lộ. Hoa thì nâng pháo lên vị trí đẹp để tịnh bảo vệ. Lúc này đây, Huynh thấy rằng quân tốt quá nguy hiểm trong tương lai. Vì thế anh chạy xe vào tiêu diệt hậu họa. Hoa thì cũng không vừa, chạy xe qua bắt lại mã của Huynh ngay. Huynh lăng mã qua vẫn ý định bắt tốt. Hoa lại chạy tốt vào ngũ. Huynh lập tức thoái pháo 7 về để có thể đóng đầu. Hoa lại nhanh chóng liên sĩ để chống đỡ. Thấy rằng đòn thế của mình đã bị đối phương đánh chặn, Huynh chạy pháo qua lộ 8 để có thể thoái về bắt tốt đầu. Hoa ra đòn rất chuẩn, thoái mã về lộ 7, định rằng một tốt làm đôi tượng. Lúc này đây, nếu Huynh cố tình thoái pháo về bắt mã sẽ dính đòn độc ngay, vì Hoa lập tức dùng tốt diệt tịnh. Tất yếu Huynh không thể dùng pháo bắn mã, Hoa còn đó nước cờ vật pháo xuống tịnh. Bởi vậy mới thấy những đòn đánh của Hoa quá hay. Trong thực chiến ván đấu, Huynh biết rõ điều đó, chạy xe qua mời đấu quân. Hoa nhanh chóng ăn mã. Huynh thấy rằng đối thủ có tốt đầu, nếu để đôi pháo phối hợp thì căng, do đó anh diệt pháo. Nhưng Hoa lại đánh quá ảo, dùng xe đánh thẳng xuống sĩ, đợi cho Huynh ăn sĩ về. Hoa lập tức bắt lại xe của Huynh. Với việc Hoa hơn tốt, e rằng sẽ quá khó cho Huynh rồi. Cái hay của ván cờ có lẽ giờ đây mới lên đến đỉnh điểm. Vì thông thường các cao thủ trẻ hoặc các thần đồng sẽ yếu về khoản cơ tản, nhiều khi ưu thế nhưng chưa chắc đã thắng được. Còn về lại Lý Huynh, tất yếu anh sẽ phải căng mình chống đỡ, tìm cơ hội để đá Hoa. Bước đầu tiên, Huynh thoái pháo về để bắt tốt. Hoa nhẹ nhàng thoái mã về, bảo vệ tốt. Âm mưu bắt tốt không được, Huynh đổi chiêu thoái pháo về hai trượng, định rằng sau này chuyển làn bắt tốt biên, tìm cơ đá Hoa. Hoa chạy tốt qua, định rằng bắt tốt lộ 7 của Huynh trong tương lai. Huynh lập tức chạy pháo qua lộ 1 để bắt tốt biên. Nhưng Hoa cũng đầu ngại,
điều pháo ra biên để bắt Tốt và soi vào lộ mã 9 không có căn của Huynh. Huynh ra đoàn rất nhanh, tiêu diệt Tốt địch. Nếu như lúc này Hoa vội vàng dùng pháo ăn lên Tốt, Huynh có đoàn thoái pháo đuổi mã và đuổi Tốt biên, lúc đấy Hoa mất Tốt biên thì cơ hội để thắng bị thu hẹp khá nhiều. Em tuy tuổi còn nhỏ mà tư duy cờ tàn cực cao. Trước tiên lao mã qua sông để có thể long qua lộ 6, nhảy chiếu ngoại tào trong tương lai. Nhận thấy sự nguy hiểm của chiến mã, Huynh lên sĩ phòng thủ trước. Hoa nhanh chóng đưa Tốt qua sông. Nước cờ như sét đánh ngang tai, khiến quân mã biên của Huynh gần như bị điểm huyệt. Vậy nên Huynh thoái mã về. Hoa lập tức diệt Tốt bảy ngay. Tương lai phục đoàn tấn Tốt bắt mã. Nước cờ cao và quá hợp lý, nên Huynh dù rất muốn không thể nào ăn Tốt biên của Hoa. Huynh nghĩ rằng cần phải lên Tịnh tìm cơ đấu mã và bắt Tốt. Nhưng Hoa tính toán quá chu toàn, điềm nhiên ăn Tốt biên. Đúng như kế hoạch, Huynh lao mã lên Ngũ mời đấu quân và bắt Tốt. Nhưng Hoa lại đánh quá hay, đóng ngay pháo đầu. Huynh tiếp tục xuất tướng quyết đấu mã bằng được. Hình thế tới đây buộc Hoa phải đấu mã. Huynh ăn Tịnh lên, nhưng cái giá đấu được mã cũng không hề rẻ, vì Hoa nhẹ nhàng dùng pháo diệt sĩ ngay. Hình cờ tàn này quá khó cho Huynh của chúng ta. Anh bị què đôi sĩ, Hoa thần hạo lại có đôi Tốt cực mạnh đã qua sông, kết hợp với sĩ hộ công cho pháo, thế tấn công như rồng như hổ. Nhưng Huynh cũng rất kiên cường, anh nhanh chóng thúc Tốt biên lên. Hoa nhẹ nhàng diệt Tốt biên vào. Huynh đưa Tốt qua sông để gây khó. Đối pháo lại, Hoa chạy pháo qua. Đúng chiến lược cờ tàn pháo hoàn. Huynh chạy Tốt để bắt Tịnh. Hoa lên Tịnh củng cố hình trận. Huynh thoái pháo về để thủ. Hoa thoái pháo bắt Tốt. Huynh chạy Tốt. Hoa thoái pháo về đáy. Sau này lên sĩ tiện đường tấn công. Huynh dê Tốt vào lộ 7. Hoa nhanh chóng về sĩ. Huynh lập tức đóng pháo chiếu tướng và chiếm lộ đẹp. Hoa xuất tướng ngay. Huynh chạy pháo qua để ngăn Hoa chiếu. Hoa chạy pháo vào lộ 2. Huynh lên tượng. Hoa lên tượng tiện bể đưa Tốt xuống trong tương lai. Huynh trong tình thế khó đi, anh thoái tượng. Hoa đưa pháo vào chiếm vị đẹp để hộ công cho Tốt. Cách đánh cờ tàn rất chuẩn. Huynh trong tình thế khó khăn lại lên tượng. Hoa xuống Tốt. Huynh chạy pháo qua lô 2 để có thể thoái về thủ. Hoa dê Tốt vào lô 7. Huynh thoái pháo về để tương lai có thể bắt Tốt của Hoa. Do Tốt đã có pháo bảo vệ, Hoa dê Tốt trên vào. Đúng là cách đánh cờ tàn rất bài bản, đáng để chúng ta học tập. Tình thế của Huynh rất khó đi. Anh thoái Tịnh về. Bấy giờ Hoa mới chiếu tướng để cấp lộ. Tất yếu Huynh phải vào tướng. Hoa tiếp tục đóng pháo chiếu. Huynh lại phải ra tướng. Hoa chiếu lần thứ 3. Huynh nhẹ nhàng vào tướng. Tiếp đây Hoa đưa Tốt vào lộ 6, áp sát trận của Huynh. Huynh liên tướng để tránh Hoa xuống Tốt. Hoa lập tức đóng pháo vào chiếu. Huynh lại phải lên Tịnh. Hoa tiếp tục đưa Tốt vào chiếu. Nếu Huynh về tượng thì mất tượng ngay. Do đó anh phải xuất tướng. Hoa chạy Tốt vào lộ 6. Tương lai tấn Tốt xuống. Vòng vây ngày càng khép chặt. Trong tình thế khó khăn, Huynh tấn pháo chiếu để lấy nước đi. Hoa đánh lại càng quái, thoái pháo về đấu. Vì nếu đấu pháo, tương lai Hoa đưa hai Tốt xuống, Huynh cũng chẳng thể đưa được. Căn bản là Tốt của Hoa ở vị trí đắc địa và quá đẹp. Thực chiến, Huynh thoái pháo về. Hoa lập tức đưa Tốt vào. Huynh buộc lòng phải xuống tướng. Hoa Tốt 5 tấn 1. Vậy là tướng của Huynh đã bị điềm huyệt. Anh đành lòng buông cờ mà chịu thua. Trận này hay, theo mình không phải là Huynh khinh thường đối thủ, vì anh đã dùng thế trận mạnh nhất
là trung pháo Tấn Tam Minh. Nếu đánh ở trong nước, hầu như anh chỉ có hòa và thắng. Anh chỉ hơi sơ suất một chút ở giai đoạn chung cuộc. Tuy nhiên, cần phải khẳng định, Hoa Thần Đạo đánh quá hay và xuất sắc, toàn diện ở các giai đoạn khai cuộc, chung cuộc và tàn cuộc. Một trận đấu quá hay phải không anh em? Rất mong anh em ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.